Kính chào quý khán giả đến với chương mục chuyển đổi số hôm nay. Thưa quý khán giả, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, thì việc chuyển đổi số là một nhu cầu thiết yếu. Tiếp thu, quán triệt quan điểm chỉ đạo của tỉnh ủy và nhằm phát huy vai trò trách nhiệm, xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong việc cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình của Trung ương và địa phương, đơn vị trong chuyển đổi số. Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã có những động thái cũng như đã đề ra những giải pháp cụ thể ra sao để các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong tỉnh thật sự đi đầu trong chuyển đổi số. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Minh Đương, Phó Bí thư tỉnh đoàn Sóc Trăng về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên thì xin cảm ơn anh Lê Minh Dương đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Anh Dương thân mến, trong công cuộc chuyển đổi số thì tuổi trẻ tỉnh nhà đã có những cái động thái như thế nào để bước vào công cuộc này và kết quả thực hiện ra sao thưa anh? Xác định á, là cái chuyển đổi số á, trong thời gian tới là một cái xu thế tất yếu và cũng rất là kịp thời khi tỉnh ủy ban hành cái nghị quyết số 07 ngày 27 tháng 10 năm 2021 về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến ngày 2025, định hướng đến 2030, thì xác định được cái vị trí vai trò tầm quan trọng của tuổi trẻ trong cái việc chuyển đổi số, thì tỉnh đoàn cũng đã cụ thể hóa nghị quyết của tỉnh ủy thành cái kế hoạch phối hợp với đoàn các cơ quan trung ương với 3 nhiệm vụ trọng tâm và 13 hoạt động cụ thể. Thì đến nay thì tỉnh đoàn cũng đã tham gia được một số hoạt động chuyển đổi số như là hỗ trợ đưa sản phẩm của thanh niên trên sàn thương mại điện tử. Cái thứ hai thì chúng tôi cũng đã thực hiện hai cái hoạt động là tập huấn chuyển giao mô hình ứng dụng chế phẩm vi lượng đất hiếm vào nuôi tôm và trồng lúa, giúp cho người hạn chế tối đa sâu bệnh, và đặc biệt là giới thiệu tập huấn chuyển giao ứng dụng các sản phẩm công nghệ bức xạ trong nông nghiệp sạch tại thị xã Vĩnh Châu. Đồng thời thì chúng tôi cũng có ký kết với công ty cổ phần truyền thông Tuji, ký cái biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022, 2023 và 2027 với ba cái nhóm nội dung gồm là xây dựng cái trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên không gian số 3D, rồi đào tạo tập huấn các kiến thức kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp và chuyển đổi số, hỗ trợ cho thanh niên kết nối và bán hàng hàng hóa sản phẩm của địa phương trên nền tảng số. Và kết nối giai đoạn 1 là dự kiến là chúng tôi đưa 10 sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên lên sàn thương mại điện tử. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã phát huy cái vai trò tiên phong trong việc ứng dụng cái phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên trên không gian mạng. Thì phải nói trong thời gian vừa qua, với sự quyết tâm cao độ của Ban Thường vụ tỉnh đoàn, thì chúng tôi cũng đã thực hiện khá là nhiều hoạt động trong cái vấn đề chuyển đổi số, và đặc biệt thì bám vào các cái chỉ tiêu cụ thể của nghị quyết 07 của tỉnh ủy. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với ngân hàng quân đội MB thì thực hiện là tạo tài khoản thanh toán điện tử trước tiên là trong đoàn viên thanh niên và sau đó sẽ là người dân. Và đến thời điểm này thì chúng tôi đã thực hiện gần 2.000 app MB để làm sao cho đoàn viên thanh niên sẽ có cái nhu cầu là sử dụng không qua tiền mặt, thanh toán điện tử. Để cho các cấp bộ đoàn cũng như là đoàn viên thanh niên thực sự đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số thì đơn vị mình đã có những giải pháp ra sao thưa anh? Thì chúng tôi cũng xác định lực lượng thanh niên là lực lượng tiên phong, lực lượng gương mẫu để đi đầu trong các cái hoạt động cũng như là trong các cái chỉ đạo của các cấp. Thì như vậy thì cái việc mà tiếp cận và ứng dụng công nghệ, tri thức đến đoàn viên thanh niên và để làm sao ra người dân, thì cái việc này là việc đầu tiên thanh niên phải làm. Và Ban Thường vụ cũng đã xác định là chúng tôi chuyển đổi số thì chúng tôi trước tiên là những người làm công tác tuyên truyền, là những người truyền cảm hứng để cho đoàn viên thanh niên và đặc biệt là người dân sẽ thực hiện cái quá trình chuyển đổi số này. Mà cái thứ hai nữa thì muốn chuyển đổi số thì phải có con người của số. Như vậy thì chúng tôi sẽ tiến hành tập huấn chuyên sâu, tập huấn cơ bản để cho các bạn đoàn viên thanh niên, những người đang đang là chuyển đổi số và những người đang là truyền cảm hứng chuyển đổi số,
thì phải biết số là gì và chuyển đổi số như thế nào. Để làm sao chúng ta muốn xây dựng nền tảng số, không gian số thì chúng ta phải có con người của số thì mới làm được chuyện đó. Và cái thứ ba, một cái cực kỳ rất là quan trọng, để làm được tất cả những cái điều này thì phải chuyển đổi về nhận thức, về tư duy, tư duy con người truyền thống và tư duy con người của số. Thì như vậy thì chúng tôi gắng cố gắng và tất cả làm tất cả các hoạt động để làm sao chuyển đổi nhận thức từ hệ thống, từ cái việc mà sử dụng cái cách truyền thống thành những cái cách mà gọi là hiện đại và đúng theo cái xu thế công nghệ 4.0. Thì thời gian tới thì chúng tôi cũng đã tiếp tục tổ chức các cái hội thảo, rồi các cái buổi tập huấn, mời các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực công nghệ số về để tập huấn cho lực lượng đoàn viên thanh niên. Và cũng kỳ vọng rằng thì các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh cũng như là người dân trong toàn tỉnh cũng phải cố gắng để làm sao cùng với tỉnh đoàn hoàn thành cái nhiệm vụ mà chuyển đổi số, mà đây là xu thế tất yếu mà xã hội nào cũng phải cần phải trải qua. Và được một cái nữa thì trong nhiệm kỳ tới, với cái sự chỉ đạo, với sự quyết liệt của Ban Thường vụ tỉnh đoàn thì hầu hết các cái văn kiện các cấp bộ đoàn đã vừa thông qua đại hội thì đều có chỉ tiêu là có hoạt động chuyển đổi số trong các cấp bộ đoàn. Đây cũng là một điều đáng mừng, mà phải nói là các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh cơ bản đã nhận thức được chuyển đổi số là nhiệm vụ tất yếu. Có phải chuyển đổi số chỉ là tận dụng những lợi ích của mạng xã hội để tuyên truyền về các hoạt động của đoàn không, thưa anh? Phải nói là cái việc tận dụng công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn trên các cái trang mạng xã hội, các cái phương tiện thông tin đại chúng thì tỉnh đoàn của chúng tôi đã thực hiện từ thời điểm mà 2014-2015 tới giờ. Có nghĩa là trước các cái văn bản mà xác định công nghệ 4.0 ra đời thì chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ đó. Do đó chúng tôi không chỉ dừng lại ở cái nhiệm vụ là chỉ thực hiện công tác tuyên truyền là thông qua các trang mạng xã hội là hết chuyển đổi số. Như hồi nãy chúng tôi đã nói thì có rất nhiều hoạt động để chuyển đổi số, đưa trên nền tảng ứng dụng không gian số, không gian 3D về các sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp. Và sắp tới đây chúng tôi dự kiến sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh để mà làm sao đưa các cái khu di tích lịch sử của tỉnh lên trang thương mại điện tử, vào con đường di sản, để không những sản phẩm của thanh niên được biết đến không chỉ đơn thuần là ở địa phương đơn vị mà có thể là cả nước biết đến, thậm chí là thế giới biết đến. Và những cái khu di tích văn hóa lịch sử của tỉnh Sóc Trăng không chỉ là người dân Sóc Trăng mới biết đến mà có thể cả nước biết đến và có thể là cả thế giới biết đến qua cái nền tảng 3D, 4D, không gian ảnh, không gian số. Và thêm một cái nữa thì chúng tôi đã vận dụng từ cái cách mà quản lý đoàn viên truyền thống bằng văn bản, bằng giấy tờ. Chúng tôi đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương, cũng đã đưa các cái dữ liệu đoàn viên thanh niên lên nền tảng số, lên phần mềm quản lý đoàn viên để mà chúng tôi quản lý. Và như thế thì tất cả các việc trên chúng tôi đã giảm được rất nhiều cái chi phí, rất nhiều cái thủ tục, đồng thời là quản lý rất là chặt chẽ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã phát hành các cái văn bản điện qua hệ thống nhà máy điện tử. Tất cả các văn bản của đoàn hiện nay chúng tôi đều sử dụng qua hệ thống nhà máy điện tử. Sử dụng thậm chí tất cả các cuộc họp chúng tôi đang hướng nghiên cứu là chỉ quét mã QR code thôi, không sử dụng văn bản giấy, để làm sao tiết kiệm kinh phí, tiết kiệm chi phí tốt nhất, mà đồng thời là cái dữ liệu đó được các bộ đoàn, đoàn viên thanh niên lưu trữ lâu dài. Và có thể khẳng định là chuyển đổi số đây là việc làm mới, chúng tôi cũng bắt đầu từng bước làm, từng bước rút kinh nghiệm, và chắc chắn trong thời gian tới chúng tôi sẽ có sản phẩm cụ thể để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của cấp ủy, đặc biệt là nghị quyết số 07 của tỉnh ủy đề ra, và đối với đoàn thanh niên chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Xin cảm ơn anh Lê Minh Dương với những trao đổi vừa rồi ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương mục chuyển đổi số kỳ này đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.